cho mình ra đi mà. Cậu sẽ thích ở trong đó thôi. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh, bật thông báo và bình luận nữa nha. Giải thưởng đặc biệt đây, hai vé đến khu nghỉ dưỡng nè. Tuyệt quá, mua ngay thôi. Mình không thể chờ được nữa. Yes. Amanda, mình có bất ngờ cho cậu nè. Mình sẽ đi nghỉ mát nha. Không, cậu không thấy lịch làm việc của mình sao? Không có ngày nghỉ nào, tháng nào, năm nào hết á. Không có nghỉ mát gì đâu nha. Vậy là không đi nghỉ mát cả hai được rồi. Ủa, nhưng mà mình có thể mà. Đi biển thôi. Đừng có nhanh như vậy. Cậu muốn thoát khỏi công việc hả? Đây là phòng giam của cậu. Mình sẽ luôn ở đây nha. Thật không công bằng. Mình không thuộc nơi này. Giám ngục ơi, mình muốn nói chuyện với giám ngục. Mình đó hả? Ok, tới ngay. Oh, Amanda. Oh, Annie, chào cậu nè. Cậu có gì mới không hả? Một khách hàng mới cực kỳ khó tính trong phòng 2 đó. Để mình xử cho. Cuối cùng, giám ngục ơi, chắc chắn có gì nhầm lẫn rồi. Mình chỉ muốn đi nghỉ mát thôi mà. Cái này mà là tội á hả? Cậu ấy bắt mình vào đây á. Mình không muốn nghỉ mát trong tù đâu. Cho mình ra đi mà. À, hiểu rồi. Quyết định này sẽ được sửa đây. Mình xin kéo dài nó thành 2 năm nha. Hả? Freddy, bánh cookie yêu thích của cậu đây. Sách mới nữa nè. Cảm ơn, cậu là tuyệt nhất đó. Hả? Dám tán tỉnh bạn gái của mình sao? Alo, giao hàng đó hả? Mình có thể đặt mua quả bom vào tù ngay được không? Cảm ơn. Đây là hàng của cậu. Tiền đâu? Cảm ơn nha. Bom đây rồi. Cậu sẽ quên hết việc tán tỉnh Amanda. Ủa? Ê, hình như sai sai. Ai ăn marshmallow nướng không nào? Freddy hả? Cậu ấy làm gì thế nhỉ? Amanda, bông hoa này dành cho cậu nè. Ồ, dễ thương quá. Trái tim này dành cho cậu. Nè Amanda, khi nào thì cậu cho mình ra đây? Gì hả? Freddy, đó là trái tim mà. Sao cậu làm thế hả? Ờ, đúng rồi. Dạ, không ạ. Tất cả đều yên ổn. Cảm ơn ngài. Hả? Ôi không. Alex, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Đi vào trong tù ngay. Cách thoát khỏi nhà tù 110. Kế hoạch đây. Bẻ khóa nè. Xong. Giờ mình đi thôi. Nhưng mà Amanda xinh quá. Mình không thể bỏ cậu ấy được. Hết đi. Cậu định trốn tiếp đó hả? Vào lại tù ngay. Nhanh lên. Được thôi, mình vào ngay đây. Thật đó hả? Mình nghĩ thoát từ đây dễ hơn á nhờ. Mình hết ca trực rồi.
Chào cậu nha. Cậu đang đi đâu thế hả? Ra lối thoát này. Ha, cậu không thể thoát khỏi mình đâu nha. Mình đứng cả ngày mệt quá. Mệt lắm luôn. Xin chào, đến với tiệm massage Fred. Chuẩn bị chưa nào? Mình có thể yêu cầu massage chân mà nhỉ? Được thôi. Sao cậu ấy lâu thế nhỉ? Để coi. Hả? Massage ư? Thật không thể tin nổi. Quá wow, tuyệt quá. Cảm ơn cậu nha. Nhớ đến nữa nha. Được thôi. Mình sẽ mở tiệm xăm hình. Tiệm xăm hả? Để mình thử coi. Mình muốn con sư tử này. Được thôi. Ôi sợ quá à. Mình không thể chịu được máu đâu. Ồ, xong rồi nè. Cái gì? Đây là hình xăm đó hả? Đến lượt của mình nha. Không thể nào, quá tuyệt. Hay mình thử trốn thoát ta. Yeah. Phải hành động thôi. Sắp được rồi. Ủa, cửa mở hả? Đừng tố cáo mình nha. Chắc chắn rồi. Chúc may mắn nha. Amanda đi ngủ rồi. Mình phải hành động thôi. Đến lúc chụp selfie nè. Cười nào. Mình chỉ đang dọn dẹp thôi. Không có ý gì đâu nha. Ô, đi ngủ đi mà. Dừng lại đi. Phòng giam. Mình ở trong này rồi nè. Không có trốn thoát nữa nha chưa. Cậu không thể dọa mình được. Mình nên thoát đường nào đây? Chương 9 nè. Dây nè. Muỗng nè. Đây là mấy thứ kim loại mình tìm được. Đi thôi. Vương miệng xong rồi. Amanda, ngạc nhiên chưa? Áo, sắc nhọn quá. Để mình chỉ cậu. Chìa khóa mình đâu rồi? Amanda, bó hoa này dành cho cậu nè. Bó hoa chìa khóa hả? Sáng tạo ghê. Cậu không có cơ hội đâu nha. Để rồi xem. Được rồi, kế hoạch 111. Bẻ khóa. Mình tự do rồi. Wow, chân đẹp quá hà. Fred đi, nữa hả? Mau vào lại phòng giam ngay. Mình đang đi đây. Amanda, mình có ngạc nhiên cho cậu nè. Đến đây, bốt chụp hình miễn phí. Wow, chụp chung hả? Được thôi. Wow, bốt chụp hình hả? Được đó ha. Cười nào. Được rồi. Wow, tình yêu trong tù luôn nha. Mình phải làm gì mới được? Đính hôn xong. Hẹn hò lãng mạn xong. Amanda, mình có quà cho cậu đây nè. Phiếu thoát khỏi nơi này cho cả hai chúng ta. Được thôi, đi với mình nào. Bắt đầu nha.
đường này. Đến hành lang rẽ trái. Đi ra cánh cửa. Đi xuống. Chúng ta thành công rồi. Đập tay nào. Thoát rồi. Không cần còng tay nữa. Tạm biệt nha. Tù nhân đâu rồi? Cậu thả ra sao? Cậu bị đuổi việc nha. Nhưng mà... Xin lỗi. Chào nha. Mình có thể thay thế cậu ấy nè. Được thôi. Cậu ấy sẽ phải ở tù đó. Cảm ơn cậu nha, Alex. 2 năm sau. Cuối cùng, Alex ơi. Mình có 3 ngày nghỉ nè. Đi thôi nào. Ra lối này nè. Các bạn có thích video mới của chúng mình không nào? Vậy hãy bình luận xem các bạn thích ai nhất nha. Alex, Amanda hay là Freddy. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào từ Woohoo nha.